Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Lễ Vlog. Và ngày hôm nay mình không có nấu ăn nha các bạn. Hai vợ chồng mình đi rừng nè. Và mình thấy những chùm nho này rất là dễ thương. Mình muốn chia sẻ lại cho các bạn này nha. Đây là nho rừng nha các bạn, hay còn gọi là trái giác á. Ở quê mình gọi là trái giác nè. Hai vợ chồng mình đi đợt này là cuối mùa rồi nè các bạn, cho nên là nho còn ít chứ không có nhiều như lúc đầu nữa. Và nó chín nhiều rồi nè các bạn, chín đen luôn rồi nè. Đó. Trên này còn một chùm xanh chưa chín nè các bạn. Trên mỗi chùm nho đều có một cái cuống dư ra nè các bạn, hay còn gọi là cái tai đó. Thì mình muốn cho ăn không có bị ngứa thì mình phải cắt cái tai đó bỏ trước, xong rồi mình mới cắt cái chùm nho sau nha các bạn. Đó là cái kinh nghiệm dân gian á các bạn. Nho rừng mình có thể đem về để ngâm rượu ra cái màu rất là đẹp luôn các bạn. Hoặc là có thể chế biến món ăn như là cá kho nè. Các bạn ăn món cá kho nho rừng chưa? Bây giờ cũng là cuối mùa rồi các bạn, không có rộ như lúc đầu nữa cho nên cũng còn ít, không có nhiều. Cho nên mình tranh thủ chia sẻ cho các bạn xem. Không biết là ở quê các bạn có trái nho rừng này không các bạn nha. Thì ở chỗ mình có người gọi là nho rừng, có người lại gọi là trái giác đó các bạn. Cũng là một thôi nha các bạn nha. Ở trên cao này có mấy chùm nho chín đen luôn nè, nhưng mà nó vướng cây táo rừng nè, gai nhiều lắm. Đen như thế này là chín hết rồi đó các bạn. Các bạn có thấy được 3 chùm nè, ở trên cao này được 3 chùm lận á. Anh đang chặt bớt gai các bạn. Rồi các bạn nhìn xuống nè, đó. Mình đang leo ở trên cao luôn đó các bạn. Thì mình cũng cắt cái tai trước xong mình mới cắt cái chùm sau đó các bạn. Có nhiều đùm nó cũng dân gian hồi xưa ông bà chỉ cắt 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 cuốn của ông trước đi chụp ăn nó sẽ không bị ngứa. Đây em cầm nha. Nè, nhìn thích không các bạn? Chùm xanh chùm này bự đã ghê không, chứ chín đây nữa nè. Wow. Nhìn trái nó chi chít nhìn nó thương ghê không. Thank you.
như nho của mình đó anh. Rồi cứu ha. Cái này nó ăn ngứa ngứa tăng tăng cái miệng. Mình ngâm rượu đồ. Nhưng mà mấy trái chín đen các bạn mình ăn thử ngọt lắm các bạn. Hơi tăng tăng chút xíu. Và tới đây lại xin khép lại video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của Lễ nha. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.